Hello. Hello. Hey man. Let come soon, okay? Yes. Okay. How are you? How do you feel about today? I'm good. How about you? I'm very happy. Really? Why? Okay, so today I have a midterm test and I do it well. And I feel happy. Okay. You know midterm test? I can tell. Midterm. Midterm. Okay. Midterm. Okay, now about the homework. Okay. The first work is information desk. Là bảng thông tin. Desk. Next is duty free shop. Duty free or duty? Duty free shop là cửa hàng miễn thuế. Next is restaurant là nhà hàng. Yes, restaurant. Next is check-in. Check-in. Kiểm tra. Yes. Next is departure. Departure. Là sự khởi hành. Next is departure lounge. Departure lounge. Là khoang đợi, buồng đợi khởi hành. Yes. Next is arrive. Arrive. Là sự đến nơi. Arrival. Arrival. Next is custom. Custom. Là tập quán. Next is bank. Yes, bank. Là ngân hàng. Next is post office. Post office. Là bưu điện. Yes. Next is snack bar. Snack. Bar, not snack. Bear. Bar. Snack. Là snack. Bar. Là quán đồ ăn nhẹ. Next is declare là thông báo. Yes. Next is goods là hàng hóa. Next is board the plane. Board the plane. Là lên máy bay. Next is meal. Meal. Là bữa ăn. Meal. Meal. Sorry, meal. Meal. Yes. Next is sightseeing. Sightseeing. Là viễn cảnh. Next is change money. Change là money. Đổi tiền.
Let's see, postcard. Postcard. Là tấm thiệp. Yes. Let's see, meeting point. Meeting point. Là điểm gặp. Mm-hmm. Let's see, tax free. Tax free, not tax. Tax. Là miễn thuế. Mm-hmm. Let's see, seat number. Yes. Là số ghế. Mm-hmm. Let's see, gate. Gate. Là cổng. Let's see, immigration. Immigration. Là sự di cư. Mm-hmm. Let's see, telephone booth. Telephone booth. Là phòng buôn trạm điện thoại, hộp yes, điện thoại. Booth điện thoại. Let's see, post box. Post box. Là hộp thư. Mm-hmm. Let's see, report. Report. Là báo cáo. Mm-hmm. Let's see, ticket. Ticket. Là vé. Mm-hmm. Let's see, ticket attack. No, ticket counter. Ticket counter. Là quầy bán vé. Mm-hmm. Let's see, accommodation. Accommodation. Là nơi nghỉ. Mm-hmm. Nơi ở. Let's see, reservation. Reservation. Là sự đặt chỗ. Đặt phòng. Let's see, drive. Là cố gắng. Mm-hmm. Let's see, stay. Stay. Là ở. Yes. Let's see, town. Town. Là thị trấn. Yes. Thị xã. Let's see, hotel. Hotel, easy. Next one. Airport. Airport. Sân bay. Cảng hàng không. Cảng hàng không. Okay. Let's invite. Invite. Là mời. Let's see first class accommodation. Là nơi ở hàng sang. Mm-hmm. This the end. Dan? Yes. Okay. Listen, submit it to relax. Okay, so today we will study about the reading skill, okay? Okay. Mm. So from the past, now, vocabulary. Papyrus. 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 Read. 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 Roll. 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 Develop. 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 Developed. Fold. 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 Bark. 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 Scroll. 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 Scroll.
Parchment. 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 Binding. 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 Threat. 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 Yeah, threat. Threat. Thở lưỡi ra sau đó thụt vào được chưa? Thở lưỡi đẩy hơi. Threat. Threat. Yes, threat. Okay. Binding. Binding. Parchment. 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 Scroll. Scroll. Back. Back. Fold. 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 Develop. 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 Roll. 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 Read. 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 Papyrus. 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 All right. Let's write down it. Okay. Nốt bài này và một bài speaking nữa thì chúng ta sẽ sang material, teaching material, okay? New teaching material. Okay, and finish. Now, let's read the history of the book, okay? Okay. Okay, so do you know where's the first persons that's deep thầy quên mất từ phát minh rồi nhỉ? Inventor. Yes, the person invented the paper. What? Do you know where's the paper born? Okay, easy. Or where's the paper invent? You don't know it? Yeah, I don't know. So in four biggest inventor that's from China. Four biggest in the world. Okay. The first is paper. Paper. Okay. Yes, paper. The second one is a compass. Compass. Yes. And next one is powder. Gunpowder. Gunpowder. Bột gì nữa? Gun. Oh. Thuốc súng. Súng súng. Okay. And print. What? Print. 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 Okay. Print technology.
Okay. That's made from China. Okay. China will invent. China will invent this. The four biggest inventor in the world. Bốn phát minh vĩ đại của thế giới. Đầu tiên là giấy. Giấy. Tiếp theo là bàn. Đúng rồi. Tiếp đến là thuốc súng. Ừ. Và cuối cùng là in. Đúng rồi, công nghệ in được chưa? Ngày xưa họ in thì rất là thủ công. Họ sẽ khắc lên một cái khuôn ấy, được chưa? Và những cái chữ này ấy, thì họ bắt buộc họ phải kiểu gọi là đánh ngược lại chữ ấy, hiểu chưa? Đó thì đến khi họ in ấy thì nó mới xuôi chiều. Tưởng tượng ra chưa nào? Ok. Đó. Và người Trung Quốc người ta là người phát minh ra, là người sáng chế ra cái phương pháp in đầu tiên trên thế giới. Đó. Ok, now, let's read the history of the book. Gọi là gì nhỉ? Tứ đại phát minh nhỉ? Tứ đại phát minh trên thế giới. Mấy ông Trung Quốc này rất là giỏi. Okay, finish. Okay, next one. Đây này, nhìn bên này này, cái ảnh bên này này, đây là cái quá trình mà người ta phát minh ra giấy. Có biết giấy đầu tiên người ta phát minh là người ta làm bằng cái gì không? No. No. Ok, công cụ viết chữ đầu tiên ấy của người ta là người ta sẽ viết lên thẻ tre, đúng chưa? Yes. Và sau đó thì người ta bắt đầu sử dụng đến cái vỏ cây. Thấy chưa? Nhìn thấy ông này, ông ấy đang làm dập vỏ cây này. Thấy chưa? First, đầu tiên này là sẽ làm dập vỏ cây, sau đó là mang đi ngâm nước này. Rồi gọi là gì nhỉ? Kiểu đập ở trong nước ấy, được chưa? Cho nó nhuyễn ra. Công đoạn này, công đoạn làm nhuyễn này. Sau đó là đến giai đoạn gọi là cái gì nhỉ? À, kiểu đun ấy, được chưa? Đun nó lên để cho cái giấy đấy, nó cái bã gọi là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Nói chung là cái nguyên liệu để cho cái vỏ ấy nó mềm ra. Mềm sau bắt đầu là họ sẽ cho vào đây họ giã này. Họ giã rồi họ dần đấy các kiểu ra, sau đó họ cho vào họ cán, được chưa? Họ cán ra những cái này này. Và sau khi cán xong thì họ sẽ mang đi phơi khô. Phơi khô và họ sẽ bóc ra và họ sẽ được giấy, được chưa? Nói chung là phải xem cái quá trình lên YouTube xem cái quá trình làm giấy thủ công ngày xưa ấy. Nó rất là kỳ công. Ok. You are finished?
Yes. Now, we have a structure. No longer as authorities. Auxiliary verbs and as a subject and as a verb. Đây là dạng đảo ngữ được chưa? Chúng ta sẽ đảo no longer lên phía trước này, sau đây đến động từ to be. Auxiliary verb là động từ to be. Sau đó cộng với chủ ngữ và động từ là mệnh đề. Được chưa? Ok. Tiếp theo này. Cấu trúc tiếp theo chúng ta có chủ ngữ cộng động từ to be cộng với động từ, và nhớ là động từ này có thể ở, nếu như mà là có quy tắc thì sẽ thêm ed, còn nếu như mà bất quy tắc thì sẽ là past participle cột 3, nhớ chưa? Ok. Và nếu như mà nó là một cái hành động được tác động bởi một ai đó mà biết rõ thì mình sẽ thêm cấu trúc by cộng với tân ngữ, được chưa? Okay. Đây là dạng câu bị động. Ví dụ như là cái cây bị chặt bởi ai, được chưa? Ok. Made of là làm bằng, được làm bằng cái gì này? Made from là được làm ra từ cái gì? Nhớ hai cái này nhá, nó hoàn toàn khác nhau. Ok. Ok. Let's write down it. Okay, I'm finished. Now let's do some exercise. So which is material serve as a form of paper? Is parchment. No. Yes. No. All of the above. Papyrus, parchment, birch bark, okay? Okay. So from the context of the message, what is Kron? A desert? No. It's bee. Yes, a kayak road around a cylinder. Okay. Okay. Three. Which of these phrases best describes a modern book? You see. For the sheets attached within a durable cover. Yes. That's right. Did you know about the word durable? No. Bền bỉ, được chưa? Durable là những cái đồ gì nó rất là bền, được chưa? Okay. Durable. Còn non-durable tức là không bền. Những cái đồ bền ví dụ như là watch chẳng hạn, được chưa? Cái đồ này rất là bền đúng không? Nhưng mà cái đồ non-durable, những cái đồ không bền, những đồ kém bền, ví dụ như this bottle, okay, glass bottle, chai thủy tinh, đúng chưa? Nó rất dễ bị vỡ. Okay. From the context of the passage, what can you enter about on as ancient books?
I think it's see. See, they were harder to use. No, I. They were unwritten on papyrus. Yes. The sea. Do you know ancient books? Sách sách hồi xưa. Hmm. Now, from the context of the passage, this question below: true or false? Okay, I'm finished. Now, papyrus was made from reeds. True. Chinese developed the idea of folding and binding papyrus leaves together. False. False. Yes. Until about 1,200 years ago, the Chinese used bamboo tablets. False. Yes. Some Middle Easterners wrote on animal skins. True. Yes. Cái gì nhỉ? Một số ra ở Trung Âu à? Một số người Trung Âu viết trên da động vật có đúng không? Yes. Thế thì hay xem mấy cái bộ phim kiểu cổ xưa chiến tranh các kiểu ấy, thì là lúc nào phải có một cái tấm bản đồ da to đùng đúng không? Xong bắt đầu trên đấy người ta yes. viết bản đồ các kiểu. Goodbye. No, not you. Okay, so now this is a speaking skill, okay? Today okay. we talk about the room in your house. Room in your house, okay? Okay. Where the room is? Like this. In a square, is round. It's square. Square. Yes. And what is used for? It's used for, resting, doing my homework. Okay, for relax, study and sleep, take shower or cook and have a meal. Take what? I can see. Cho thêm một chút, các cô lại làm nó lỗi, thầy bực mình lắm rồi đấy. Cái này là take shower thôi mà. Nếu có là các cô làm nó. Ok. With me, ok. Relax, study and sleep, take shower, or cook and have meals. I think it's relax, study, sleep, and all of these, right? Yes. But in your house,
not your room. Okay? Okay. So your room is bedroom, right? Yes. Mm-hmm. Is it for you to study and sleep? Yes. Mm-hmm. Are you relaxed in this? Of course. And do you take showers on it? No, I don't. Mm-hmm. So what is look like? Widely, beautiful, convenient, clean, or pink paint? My room is beautiful, tidy. It's widely. Yes, widely. And convenient. Convenient. Anything else? No. What's the color? It's blue. Blue, okay. So it's plain. Why you like this room best? Explain why you like this room best. With me. No, let's think. Yes, my rooms. I like my rooms best because I do a lot of things in here. I do homework, read book, and sleep here every day. Mm-hmm. And it's. My room is so convenient. Mm-hmm. Anything else? No. So let's practice to talk about the room in your house. Let's practice to talk about the room in your house. Okay. With me. Okay. Okay, I'm finished. Okay, now let's talk about the rooms in your house.
It's my house. Here are lots of rooms, and every day I live here and live here. Mm-hmm. Let's talk about the room you like best. Yes, but the room I like best in my bedroom. It's my bedroom is really clean and convenient. Every day I do homework, read books, and play computer games in my room. My room has a blue color. Is it my favorite color? Okay. What is your favorite room in your house and why? Is that my bedroom? All right. So if you could change anything about your present home, what would it be? If you could change anything about your present home, what would it be? I wish my house would be more wider. No, will be wider. More beautiful. More beautiful. Have a lot of furniture. Yes. Anything else? I think colorful light. A colorful light. No, I think it couldn't be. Okay. Anything else? No. No. Maybe wider and convenient and I forgot. Have a lot of furniture. Yes. So what things in your house couldn't you live without? What things in your house couldn't you live without? I think it's in my kitchen. Because I couldn't live without this because my family cook here and have meals every day. All right. So that is the end of the lesson today, okay? Okay. And that is the end of the grade seven, okay? Grade seven teaching material. Okay. Okay. And nice lesson, okay? On Friday we will study about this grade eight, okay? Okay. And we will study about this supplement. It's like this, okay? But it difficult more, okay? It's okay. More difficult, okay? More difficult okay. Than this material, okay? Okay. It's for grade eight, and it might be half. Four skill in this. Okay. All right. So I think this is the end of the grade seven. And how do you feel about it? I think it's good. It's good.
maybe we study about from today is, wow, 35 days for this. And it's soon for 10 periods. Đó nghĩa là bài này sẽ học là 45 buổi. Giáo trình học 45 buổi nhưng mà chúng ta học có 35 buổi là xong rồi. Wow, it's so quickly. Rất là nhanh. Ok. Ok. Rồi, cảm nhận của mình về gì nhỉ, gọi là giáo trình này như thế nào? Thing is great. It's great. And does it have you improve your English skill? Yes, of course. Anything else? No. Let's talk about your feeling. Hãy nói về cảm nhận của mình nào. Cảm thấy như thế nào? Great à? Có đôi khi thấy Great. Có những phần nó quá khó không? Hay là nó quá dễ không? Hay là có những phần quá khó hiểu không? No, and it's really easy to understand. À, tại vì lên lớp 8 rồi mà. Ok. Yes. So I think we will stop here, okay? Okay. Okay. À. Thứ 6 tuần sau thì vào ngày 30 đúng không? Thì mình sẽ nghỉ được chưa? Vì hôm đó thì thầy ở trong ban tổ chức của chương trình Halloween ở trên khoa. Vậy cho nên là mình sẽ nghỉ nhá, thứ 6 tuần sau. Ok? Thầy nhắc trước được chưa? Đến lúc này đỡ phải thông báo. Ok. Nhớ là thứ 6 tuần sau là sẽ nghỉ để thầy sẽ tham gia chương trình Halloween, một cái Tết, gọi là một cái Tết đặc biệt của khoa quốc tế. Ok? Ok, ok. Goodbye. Goodbye, see you next time. Okay.